Mình đã tuân kiệt. Nhưng mà em phát đó thì người chị thấy á. Đi giao kìa. Con kiệt đi à. Anh không đi sao lại dầm phải lên để rút tay. Tuân kiệt. Mình ở chỗ ti ga. Mình nói ở chỗ ti ga đó. Mình nói thật mà. Rồi. Xin chào các bạn. Mình là Tô Kiệt. Mình ăn xôi, giò, tương ớt, cay. Mời các bạn nha. Ngon lắm. Rau này có rau của mì tôm. Đại tiêu này đen lắm, nhưng cay. Ha ha ha.